Thôi bây giờ mình mời các mentor bước lên đi ha. Đại hả? Phượng Hoàng sẽ hồi sinh từ đống cho tàn. Dư ác hả? Đó, mọi người thấy chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đến với chị em phiên bản The Phi 2023. Một cô thư ký mới bước vào đời à, trong sáng nhẹ nhàng đó, ánh mắt ngây thơ. Đúng rồi, nhưng mà vào công ty bắt đầu bị vùi dập, bị ăn cắp thành quả của chính mình. Được, ai lấy gì của chị thì chị sẽ trả lại cái đó. Rồi, đúng bài rồi. Ai loại thí sinh của chị chị sẽ trả lại hết. Chị Phương vô vai một cái là tụi mình ngồi với là rén luôn, nhưng mà cảm thấy rất là thú vị. Phượng Hoàng sẽ hồi sinh từ đống cho tàn. Chết đi chị. Ok, hay quá chị ơi. Anh ơi, anh rồi kìa. Anh đi rồi, anh đi theo người khác rồi. Không, không cần ảnh nữa. Mày giật bồ chị hả? Bằng mọi cách chị sẽ lấy lại tất cả. Còn về phần anh, anh sẽ có tất cả, nhưng không giờ anh có được tôi. Rất là cuốn hút bởi vì chị Anh Thư có một gương mặt rất là đẹp, rất là ăn ảnh. Vui ác á. Trời đó, mọi người thấy chưa? Chúng ta sẽ đến với chị em phiên bản The Face 2023. Chị em thân thiện với nhau, trời ơi, chúng ta là chị em một nhà. Nhưng sau khi phát hiện cô em chơi xấu cô chị, Duyên sẽ trả thù bằng cách nào? Quá đơn giản. Triệu, em chơi tới đâu, chị chơi tới đó. Cả hai đối mặt nhau. Một cái mạch cảm xúc mà trước giờ mà Duyên với cả Triệu hình như là chưa bao giờ dành cho nhau, đúng không? Cuối cùng phát hiện ra tất cả là âm mưu của Nam Trung, không có liên quan gì tới chúng ta. Cần phải lên kế hoạch tính toán. Đó chính là: bạn muốn xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và định hình phong cách thời trang cá nhân phù hợp cho mình, hãy liên hệ Học viện Xây dựng Hình ảnh Cá nhân Image Code ngay hôm nay thông qua số điện thoại 0988 515858. Bạn muốn trở thành người mẫu chuyên nghiệp, bạn muốn sải bước trên sàn diễn thời trang mang đẳng cấp quốc tế, tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week, hãy đăng ký ngay hôm nay thông qua hotline 0938 072 115. Đón xem tập tiếp theo của chương trình Gương Mặt Người Mẫu Việt Nam The Face Việt Nam 2023 sẽ chính thức lên sóng vào lúc 20:30 Chủ nhật hàng tuần ngày 30/7/2023 trên kênh VTV9 và hệ thống các kênh digital của Multimedia CNC. Thông tin chi tiết truy cập facebook.com/thefacevietnamofficial. Slack.